Dạ, Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ cập nhật chiều cao kích thước của cái cây khế ngọt Đài Loan để cho quý cô chú anh chị dễ dàng theo dõi và chọn mua. Hiện tại thì Ngọc Ngân có một kích cỡ, đó chính là cái loại cây 140.000 đồng một cây, hai cây là 280.000, Ngọc Ngân bao ship. Thì cây khế ngọt Đài Loan á quý cô chú anh chị, thì mà ăn nó rất là ngọt và trái của nó khá là to. Trái to nhất thì đã đến là 550 gram luôn á quý cô chú anh chị. Tùy theo sức khỏe của cây thì nó có thể dao động từ 300 cho đến 500 gram một trái, thì trái của nó khá là to luôn. Thì đây là một cái cây khế ngọt Đài Loan 140.000 nè quý cô chú anh chị. Chiều cao cây tính từ miệng chậu đi lên nó thì nó cao 2 gang tay, và cây này là cây ghép á quý cô chú anh chị, nên là nó rất là dễ ra hoa. Nào quý cô chú anh chị có thấy cái hoa khế không? Nhìn nó rất là đẹp, nó màu heo chim tím. Nhưng mà cái loại này á, thì là do cái trái của nó to mà cái cây của mình nó còn nhỏ, nên là nó không có đủ sức để nuôi trái. Thì do đó là quý cô chú anh chị trồng tầm khoảng 1 năm trở lên thì mình hãy để trái. Tại vì Ngọc Ngân giữ cái bông này để cho quý cô chú anh chị xem, là chứng tỏ là cây của mình nó rất là dễ ra hoa tự nhiên luôn. Cái này thì mình không có cần phải xử lý bông gì đâu quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị đặc biệt là ở trên những cái khu Sài Gòn mà mình không có diện tích đất để mình trồng á, thì mình có thể trồng trong chậu nè, rồi cây nó sẽ ra hoa ra trái tự nhiên. Tại vì quý cô chú anh chị thường hỏi Ngọc Ngân á, là có loại cây nào mà trồng chậu mà nhanh ra hoa ra trái và dễ trồng, thì khế là một trong những cái chọn lựa mà quý cô chú anh chị có thể tham khảo. Có cái sự tích là ăn một quả khế trả một cục vàng. Và ở Việt Nam chúng ta thì hầu hết, đặc biệt là ở miền Tây thì hầu hết nhà nào cũng có trồng ít nhất một loại khế. Thì khế, kể đến khế thì cũng có nhiều loại. Thật là thế giới cây cảnh thật là vô vàn phong phú luôn á quý cô chú anh chị. Mỗi loại thì nó có rất là nhiều giống, chi chít cành luôn. Nói khế thôi thì Ngọc Ngân sẽ kể sơ sơ vài loại khế nè. Loại khế mà hồi xưa mình thường biết đó là những cái loại khế chua mà mình thường là mình chấm những cái món kho mình ăn nè, rồi mình là gọi những cái khế tàu để mình làm mứt khế nè. Rồi sau này thì có những cái dòng khế ngọt mà cái loại trái nhỏ đó, quý cô chú anh chị, rồi những cái dòng mà khế Nhật, cây bonsai nè, rồi và nhiều loại khế khác nữa, rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà khế hiện nay mà gọi khế gân, Ngọc Ngân có khế gân nè, gọi khế hình trái tim nữa. Nói chung là có hơn hơn 6 loại khế khác nhau luôn. Thì mỗi loại nó có đặc tính khác nhau. Thì nói chung những cái loại hoa kiểng thì loại nào cũng thích thích quý cô chú anh chị. Mình càng chăm thì mình càng yêu thích. Thì hiện nay trên thị trường thì rất là chuộng những cái dòng cây là mình vừa có thể làm kiểng nè, rồi mình có thể trồng chậu nè, rồi mình có thể là vừa ngắm nè, rồi mình có thể là vừa có thu hoạch trái để ăn. Thì giống như Ngọc Cân có chia sẻ là khế là một trong những cái loại cây mà quý cô chú anh chị có thể tham khảo để mà mình bổ sung vô bộ sưu tập của vườn nhà mình. Thì quý cô chú anh chị ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ Ngọc Ngân nha. Thì những cái khách hàng cũ thân thiết với Ngọc Ngân đã gắn bó trong suốt nhiều năm qua, thì Ngọc Ngân rất là chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Và Ngọc Ngân mong muốn là kênh của mình thì sẽ được thêm nhiều quý cô chú anh chị biết đến. Tại vì cái công việc bán hàng này thì cũng là một cái công việc thường ngày, thì Ngọc Ngân cũng giống như quý cô chú anh chị vậy. Thì hàng ngày thì mình phải làm việc, mình phải lao động, mình tạo ra thu nhập để lo cho cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng mà hơn hết mục tiêu mà Ngọc Ngân hướng đến đó là giới thiệu những cái loại hoa kiểng ở quê hương Ngọc Ngân, và với mong muốn là giao lưu học hỏi với tất cả quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước luôn. Thì khi mua hàng đó, thì mà quý cô chú anh chị không có nhất thiết là mình phải lấy hai cây khế đâu, mà mình có thể là lấy một cây khế với những cái loại khác ở bên cửa hàng của Ngọc Ngân. Thì tùy theo loại, có loại một cây, hai cây, ba cây, bốn cây hoặc năm cây thì Ngọc Ngân sẽ bao ship. Khi quý cô chú anh chị đặt hàng thì Ngọc Ngân sẽ báo. Thì thường là quý cô chú anh chị hay hỏi là ủa bao nhiêu tiền thì được bao ship, là câu hỏi này thì hầu như là tùy theo loại cây. Ví dụ như cây biva đi, một cây là 400 ngàn Ngọc Ngân đã bao ship. Còn như khế đây là hai cây Ngọc Ngân bao ship. Còn giống như là nhãn Long Phụng Châu là 200 ngàn đồng một cây, đến 5 cây 1 triệu đồng thì Ngọc Ngân nó mới bao ship. Do là tùy theo chiều cao kích cỡ của cây, cái cách mà đóng thùng á, tại vì những cái mặt hàng ở bên cửa hàng của Ngọc Ngân và những cái anh chị khác ở trong
Ở trong cái địa bàn của Ngọc Ngân á, thì là đóng rất là nhiều những cái loại cây lớn, cây to, cây nặng. Do đó là mình không có thể nào mà mình bó những cái thùng giấy được. Tại vì đóng thùng giấy á, là sẽ bị đè, những cái cây lớn nặng đè xuống thì sẽ hư cây. Do đó là tùy theo cái cách đóng hàng như thế nào mà sẽ có tiền ship khác nhau. Do đó là khi mà báo giá cho quý cô chú anh chị thì Ngọc Ngân đã hỗ trợ cho quý cô chú anh chị một phần phí ship ở trong đó rồi. Do đó là quý cô chú anh chị hãy rủ bạn bè của mình cùng xem video để có thể chọn cây. Có thể là quý cô chú anh chị có thể có nhu cầu một cây khế thôi, mà mình có thể rủ thêm bạn mình mua nữa thì mình mua được 2 cây thì mình đã được bao ship rồi. Thì Ngọc Ngân rất là trân trọng những cái đóng góp của quý cô chú anh chị dành cho Ngọc Ngân. Cuối video, Ngọc Ngân xin gửi lời chúc đến tất cả những cái quý khách hàng thân yêu của Ngọc Ngân, đến những khách hàng mới, đến những cái khách hàng tiềm năng ở trong tương lai. Hy vọng là quý cô chú anh chị có thể là chia sẻ giới thiệu bạn bè để có thêm nhiều người biết đến kênh của Ngọc Ngân. Thì Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nhé.